Con chim hành vị hiện tại đang vào một bộ cửa võng cũ cũ. Thì đây là bộ cửa võng chúng tôi là hoàn thiện và làm theo đơn đặt hàng của anh Trường ở tại Đan Phượng, Hà Nội. Bộ cửa võng này thì còn có tên gọi khác là bộ cửa võng Tứ Linh hay là bộ cửa võng Tùng Trúc Cúc Mai Quý Quý. Nó rất nhiều tên gọi bởi vì là theo lối đục chạm này là được bốn tứ linh là Long Ly Quy Phượng sẽ hóa thành những cây hoa thì gọi là tứ linh hóa, gọi là cửa võng tứ linh hóa. Mỗi người sẽ có một tên gọi khác nhau. Thì đây là tổng thể của bộ cửa võng đây. Và tôi sẽ đi vào giới thiệu chi tiết hơn về đường nét đục chạm của bộ cửa võng này. Phía trung tâm thì là có dòng chầu, hai con rồng hóa chầu bông hoa hồng và giữa là có đầu hổ phô và được đục chạm thì là rất là sắc nét. Đường nét của chiếc cửa võng này thì là anh Trường yêu cầu chúng tôi là đục chạm là chi tiết nó to hơn những cái bộ khác một chút để khi chúng ta treo trên cao thì là sẽ có thể nhìn rõ hơn chi tiết. Bởi vì là cửa võng này nếu mà mình treo trên cao mà đục chạm mà những chi tiết nó quá nhỏ thì là sẽ không nhìn rõ và bị rối. Nhưng ở đây là anh yêu cầu chúng tôi là làm chi tiết nó to hơn. Tuy nhiên là chi tiết to thế nhưng mà là cũng được đục rất là sắc nét. Đây là bông hoa hồng ở giữa trung tâm của chiếc cửa võng. Đó, chất liệu là chất liệu gỗ vụ. Rất là dày, quý vị có thể thấy ở đây. Chúng tôi làm rất là dày. Đó, bên này là một con rồng hóa mai. Đó, được kênh bong này, quý vị có thể thấy là nó kênh bong rất là kênh bong đấy. Quý vị nhìn bên ngoài thì nó sẽ những cái đường nét kênh bong ấy thì nó sẽ có chiều sâu hơn là khi chúng ta nhìn ở trong video. Ở đây những cành cây cũng được kênh như quý vị này. Nhìn bên ngoài rất là đồ sộ luôn ấy. Tuy nhiên là trong video thì do ánh sáng nó không được chuẩn lắm nên là sẽ không mô tả chân thực được cái hình ảnh thực tế. Đây là chim phượng. Đó, những hoa đào. Đây cũng là một chú chim phượng hóa này. Thì là nó có đầy đủ là tứ linh luôn. Bên trên kia là có rồng này, có long này. Và tiếp theo tôi đây quay ở đây là con ly nhé. Nó hơi khó nhìn một chút. Đây là con ly hóa này, long ly này. Đó, tiếp theo dưới đuôi này là quy phượng. Đó, đây nhé quý vị nhé. Đây là con rùa hóa cây tùng. Long ly quy rồi. Đó, bên kia là con phượng rồi quý vị này. Đây là một chú chim phượng nữa này. Quý vị thấy không? Đó, long ly quy phượng là đầy đủ tứ linh. Tứ linh hóa thì cũng như hóa tùng trúc cũng mai luôn. Đấy có. Thì con rồng nãy là hóa cây tùng rồi này. Con ly là hóa cây trúc này. Con rồng hóa cây phượng này. Và có cả hoa mai nữa này. Đầy đủ là long ly quy phượng luôn. Và đầy đủ cả tùng trúc cúc mai luôn. Bên kia cũng như vậy. Đây tôi vừa xem. Gỗ lạt thì là được chọn cực kỳ là đều màu. Cốt là đẹp luôn, không có một vết gì. Đó, bộ này thì là bằng chất liệu gỗ vụ nha quý vị nhé. Chất liệu gỗ vụ. Và bên trên này thì chúng tôi còn có một bộ cuốn thư câu đối cũng bằng chất liệu gỗ vụ. Bộ cuốn thư câu đối này chúng tôi làm cho anh Ti ở tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Đấy, còn bộ cửa võng là tại Đan Phượng, Hà Nội. Mọi người có nhu cầu mua sắm sở hữu những sản phẩm đồ thờ như thế này này thì có thể liên hệ với xưởng của đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 816. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Quý vị có thể truy cập vào website đồ gỗ Tùng Tám .com thì chúng tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của các sản phẩm ở đó, thì quý vị có thể xem và đặt hàng dễ hơn. Đấy, quý vị nhé. Kênh bong này, quý vị thấy kênh bong này. Ok. Rồi hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác của chúng tôi nhé. Mọi người hãy bấm đăng ký kênh
thì có thể theo dõi những sản phẩm mới nhất chúng tôi ra. Ok, và bây giờ là ngày 13 tháng 10 năm 2019. Tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở của đồ gỗ Tùng Tám.